Mẹ lĩnh án tù vì giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi khiến 4 người bỏ mạng. Nhìn di ảnh con trai mới 17 tuổi trên bàn thờ, chị Pin lại dằn vặt ân hận vì đã giao xe dù con chưa đủ tuổi lái xe, gây tai nạn 4 người bỏ mạng. Bản thân chị cũng đối mặt với án tù. Người phụ nữ hai lần giang dở. Đã hơn 4 tháng kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người bỏ mạng, chị Roma Pin, 38 tuổi, trú tại xã Yalow, huyện Chư Prong, Gia Lai, không khỏi giằng xé lương tâm mỗi khi nhìn lên bàn thờ con trai. Không chỉ ân hận, người mẹ lo lắng khi sắp phải đối mặt với bản án tù, trong khi còn hai con thơ đang tuổi ăn học. Căn nhà của chị Roma Pin nằm cô đơn sập xệ trong một góc làng trong con hẻm nhỏ ở xã Yalow. Giữa tiết trời tháng 3 nắng nóng như đồ lửa, chị Pin đang đi gánh lúa thuê cho hàng xóm. Gạt giọt mồ hôi trên má, chị Pin mời chúng tôi về nhà. Nhìn lên bàn thờ con trai, chị Pin gạt nước mắt tâm sự. Vì cuộc sống khó khăn, tôi thường phải đi làm xa nhà nên đã mua xe máy cho con tự đi học, phụ giúp công việc nhà. Xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, tôi rất ân hận, tự trách mình. Rơm Mate, 17 tuổi, là con trai của anh Siêu L. Do hoàn cảnh khó khăn và ngoài công việc làm thuê, anh Siêu L tranh thủ mỗi cả chiều ra sông đánh bắt cá, trang trải cuộc sống. Trong một lần không may, anh L bị điện giật mất mạng, để lại người vợ trẻ cùng với con mới tròn 1 tuổi. Chồng mất, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai của chị Bin. Nhiều năm sau đó, chị Bin đi bước nữa, dọn về chung nhà sống với anh Rơ Lan Căn và có thêm hai con gái, sinh năm 2011 và 2015. Lúc đầu anh ấy cũng chịu khó làm ăn, phụ giúp công việc nhà với tôi, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên gần trở nên cộc cằn, hay đánh tôi. Sau này, anh ấy cũng bỏ đi biệt tăm, mất liên lạc mấy năm, để lại bà con một mình tôi gồng gánh. Chị Bin gạt nước mắt. Cuộc sống khó khăn nhưng chị Bin luôn động viên con cố gắng học tập. Chị Bin thường dậy sớm nấu cơm cho các con rồi lên nương rẫy làm thuê cho người dân trong làng, phun thuốc, vác lúa nhổ mì. Chị đều nhận để có tiền nuôi các con. Năm 2021, chị Bin mua xe máy dung tích 110cm khối làm phương tiện đi lại hàng ngày cho con trai cả. Mỗi khi mẹ đi làm, T, lúc đó 15 tuổi, đều cầm lái, lâu dần thành quen. Khi vừa học hết lớp 7, T thấy mẹ vất vả nên đã nghỉ học về phụ giúp mẹ. Khoảng thời gian sau đó, tôi bị gai cuộc sống nên nó cũng dành một phần nặng nhọc làm hết. Đầu năm 2021, tôi mua lại chiếc xe của ông ngoại giao cho T để nó đi lại hàng ngày, chị Bin cho biết. Ngày còn sống, Tê giúp mẹ việc nhà và đưa hai em nhỏ đến trường. Nhưng khi được giao xe, Tê thường cùng bạn bè tập trung đi chơi trên chiếc xe máy của mẹ mua. Mỗi sáng đi làm, chị Bin đều căn dặn con đi lại cẩn thận. Bi kịch ập đến gia đình chị vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2023. Sau cuộc nhậu, Tê điều khiển xe máy chở hai người bạn cùng 18 tuổi, không may tông vào xe máy của thanh niên 22 tuổi chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến Tê và cả ba người còn lại đều tử vong. Kết luận giám định cho thấy trong máu T có nồng độ cồn 170mg trên 100ml. Thắp nén nhang lên bàn thờ con trai, chị Bin khóc không thành tiếng. Nhiều tháng nay chị vẫn dằn vặt bản thân vì buổi chiều định mệnh đó đã không khuyên con trở về nhà nên mới xảy ra cơ sự này. Từ ngày T mất, mọi việc nặng nhẹ đều đến tay chị Bin. Dù mắc bệnh gai cuộc sống, không thể làm việc nặng nhọc. Xong, hai con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, chị đành gắng gượng. Nỗi đau mất con chưa nguôi, chị Bin lại nhận thông tin mình bị truy tố về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, tham gia giao thông đường bộ, sắp phải hầu tòa, đối mặt với hình phạt tù. Từ khi sinh ra, tôi chỉ biết quanh quẩn ở làng, học hành không đến nơi đến chốn, nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Tôi rất ân hận về hành vi của mình. Điều tôi trăn trở là hai con đang tuổi ăn học sẽ sống như thế nào, ai chăm sóc khi tôi sắp đối mặt với mức án tù, chị Bin trăn trở. Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yalow cho biết, xã thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Chư Prong tuyên truyền về an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường bộ. Trong dịp lễ Tết, chính quyền đều ra quân xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đối với xã vùng sâu như Yalow cũng không thể triệt để do nhận thức của bà con chưa cao. Gia đình Bin thuộc diện khó khăn khi chồng mất, đang nuôi con nhỏ. Sau vụ tai nạn, Ủy ban Nhân dân xã đã động viên các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Đồng thời, đoàn thể thường xuyên đến động viên, làm công tác tư tưởng để chị yên tâm làm việc nuôi con. Năm 2021, chị Roma Pin mua xe máy biển kiểm soát 81B263682 giao cho con trai Roma T, sinh năm 2006, chưa có giấy phép lái xe, đi lại hàng ngày.
Trưa ngày 25 tháng 10 năm 2023, Tê uống rượu trong làng và lái xe đi cùng với bạn. Biết con mình chưa đủ tuổi lái xe và đã uống rượu nhưng chị Biên không ngăn cản mà đi về nhà. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, Tê điều khiển xe máy chở NK sinh năm 2005 và SN sinh năm 2005 đi chơi. Khi đến xã Yalow, xe của Tê xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 81B219906 do anh Tê sinh năm 2001 điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến cả 4 người mất mạng. Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Chư Prong đưa xét xử lưu động bị cáo Rơ Ma Pin, 38 tuổi, trú tại xã Yalow, huyện Chư Prong, Gia Lai, về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Prong, Gia Lai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển sang Tòa án Nhân dân cung cấp để xét xử bị cáo Rơ Ma Pin, 38 tuổi, ngụ xã Yalow, huyện Chư Prong. Bị cáo Rơ Ma Pin bị truy tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, vào năm 2021, Rơ Ma Pin mua xe mô tô biển kiểm soát 81B263682 có dung tích xi lanh 109cm3. Sau khi mua về, Pin giao xe cho con trai là Rơ Ma Tê, sinh năm 2006, chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm3 để sử dụng đi lại hàng ngày. Trưa ngày 25 tháng 10 năm 2023, Rơ Ma Tê uống rượu bia mừng tân gia tại nhà ông Kupuipan, chú cùng làng Tu, xã Yalow, đến chiều thì về nhà nằm nghỉ. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ra ngoài mua một số đồ dùng. Trên đường về nhà, Rơ Ma Pin thấy con trai đang ngồi trên xe mô tô biển kiểm soát 81B263682, đầu không đội mũ bảo hiểm, đang nói chuyện với nhóm bạn, trong đó có Niang Kéo, 19 tuổi, chú làng Tu Hai cùng xã. Khi đến gần, Pin ngửi thấy mùi rượu bia trên người con nên hỏi đi đâu. Lúc này, Tê nói là đi qua nhà Kéo chơi rồi điều khiển xe đi cùng với bạn, còn Pin không nói gì và đi về nhà. Đến khoảng 17 giờ 45 phút, Rơ Ma Tê điều khiển xe chở Niang Kéo và Siêu Ngư đi trên đường liên xã theo hướng Yalow đến xã Yaga. Khi đến km 10-90, đoạn qua thôn Bắc Bó, xã Yalow, huyện Chư Prong, do không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ, nên xe của Tê đã tông vào xe mô tô biển kiểm soát 81B219906 do Rơ Ma Tuyên điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả, Rơ Ma Tuyên, Rơ Ma Tê, Niang Kéo tử vong tại chỗ, còn Siêu Ngư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng cũng không qua khỏi. Hai xe mô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng. Kết luận giám định về tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân tử vong của 4 người này đều do đa chấn thương. Còn kết luận giám định của Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự thành phố Đà Nẵng khẳng định trong mẫu máu ghi thu của nạn nhân Rơ Ma Tuyên không tìm thấy nồng độ cồn. Rơ Ma Tê là 170mg trên 100ml. Niang Kéo là 88mg trên 100ml, Siêu Ngư là 77mg trên 100ml. Trong các mẫu máu thu giữ của các tử thi, không tìm thấy các chất ma túy và sản phẩm chuyên hóa của các chất ma túy. Tại phiên tòa, bị can Pin cho biết, từ năm 2022, bị gai cuộc sống, sức khỏe không tốt nên giao xe cho con trai là Rơ Ma Tê, 17 tuổi, để con chở đi làm, chở phân bón, điều, lúa. Bị cáo thừa nhận không am hiểu pháp luật nên đã giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, vì nghĩ chỉ loanh quanh trong làng không ra quốc lộ. Sau khi tai nạn xảy ra, Pin đã bồi thường cho 3 bị hại, mỗi gia đình một con lợn 40kg cùng 500.000 đồng. Căn cứ vào chứng cứ, lời khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Rơ Ma Pin 2 năm tù treo. Theo quy định tại Điều 58 và Điều 60 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thỏa mãn điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển. Trong khi đó, khoản 10 Điều 8 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã nghiêm cấm hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. Nếu giao xe ô tô hoặc để cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, thì chủ xe có thể bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng nếu là cá nhân, hoặc từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng nếu là tổ chức, theo quy định tại Điều 30 Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ. Trong trường hợp có căn cứ xác định chủ xe biết rõ người chưa đủ tuổi điều kiện tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, không đủ các điều kiện khác mà vẫn cho mượn và thiệt hại xảy ra đến mức nghiêm trọng thuộc các trường hợp quy định tại Điều 264 Bộ Luật Hình sự về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì có thể bị phạt tù đến 7 năm. Về trách nhiệm bồi thường cho người và tài sản bị thiệt hại do hành vi vi phạm luật giao thông gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự,
Người điều khiển xe vi phạm luật giao thông gây tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai nạn và tài sản bị thiệt hại, mức bồi thường do các bên thỏa thuận, phù hợp với mức độ thiệt hại trên thực tế. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.